lỗi phải cái gì? Bây giờ sao? Anh lớn tiếng với tôi hả? Anh muốn ly dị đúng không? Được rồi, anh tưởng là anh ngon lắm hả? Lấy giấy bút ra đây, tôi ghi giấy ly dị liền cho anh. Tại con, tại con là do con dở. Con dở con không làm ăn được, con xin lỗi mà, đừng có la nữa, xin lỗi. Ba mẹ thôi đi. Con với Minh Anh là em song sinh đó. Ba mẹ thấy Minh Anh bị vậy rồi muốn con bị giống vậy đúng không? Thôi thôi thôi, không có chuyện gì hết. Xin lỗi. Ba mẹ chỉ nói giỡn vậy thôi, chứ không có chuyện gì hết nghe con. Nghe con bình tĩnh, bình tĩnh. Ba xin lỗi. Xin lỗi, lỗi tại ba. Lỗi tại ba. Ba sẽ không ly dị nữa. Không ly dị, không ly dị. Ha ha, con không ly dị. Không ly dị. Không ly dị. Đó, nghĩ cho vừa bụng. Dì ơi, mở cửa cho anh nè. Mở cửa. Ông muốn ly dị tôi chứ gì? Được, vậy thì ông đi đi. Đi đi cho khuất mắt tôi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Hồi đó là lúc đó anh cũng nóng nảy, anh nói gì thôi. Rồi em nè với anh nè đều hứa với con là sẽ không nhắc đến chuyện này nữa mà. Trời ơi, mở cửa cho anh đi ha. Mở cửa đi em. Ha. Nè. Đúng rồi, mở cửa đi. Trời ơi. Ê, 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 cái gì vậy? Cái gì mà quăng đồ ra đây, hả? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy ba? Trời ơi, ba cũng không biết nữa. Con nhìn nè, đó. Cái chuyện hồi đó đó, mẹ con nói là xí xóa hết. Cái tự nhiên bây giờ, đùng đùng cái đuổi ra khỏi nhà. Trời đất ơi, bây giờ vậy nè. Tôi nói thiệt nha, bà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà đúng không? Rồi mai mốt nè, bà nhớ tôi nè, bà thương tôi nè, bà yêu tôi nè, bà tới bà tìm tôi nè, bà quỳ bà lạy tôi về nè. Mà tôi không về là bà đừng có hối hận đó. Thôi ba bớt nóng đi. Tại mẹ thương ba nên mới vậy thôi. Thôi đi vô đi, đừng, bà đừng có đi đâu hết. Thôi không được cản bà nữa. Lòng tự trọng người được ông rồi. Đúng là phải đi. Con á, con ở nhà đó, con ráng sống cho tốt lên. Nhớ nghe lời mẹ, rồi chăm sóc cho anh hai. Từ đây về sau là ba không còn nấu cơm cho con ăn được nữa, nên con phải sống cho thật tốt chứ. Nói gì vậy? Thôi, giờ này đi đâu nữa? Phải đi, đuổi là phải đi chứ. Những lúc chia ly nè, như có nhớ cái bài nào nó cũng quen quen lắm. Trong giây phút chia tay, ra. Không mà. Ba phải đi bây giờ. Ba. Hả? Quên. Ra đi không lấy đồ. Vậy đem cái túi chi vậy? Không lấy đồ, lấy gì mặc? Đi thiệt hả? Ba. Trời ơi, cái nhà này. Chị làm quá vậy lỡ đi luôn rồi sao? Chị nên nhớ chị mới là người ghen cung vô cớ. Chị là người khơi mào chiến tranh đó. Thì sao chứ? Phụ nữ của mình á, cho dù có sai thì cũng phải giữ đúng vị trí của mình. Em mà nhún nhường quá coi như em thua cuộc. Mình lấn được một bước, mình chơi tới luôn. Biết chưa? Chơi tới luôn. Trời ơi, chị hay nói em cứng đầu chứ em thấy cái đầu chị làm bằng sắt thì có. Chị buồn ngủ quá rồi, không nói chuyện nữa, mệt. Hú chấp. Sao, con gái bằng no không? Dạ nè. Anh Thời, bé Min. Mẹ về với hai cha con rồi nè. Min, con lại ghế ngồi đi. Để ba nói chuyện với mẹ. Dạ. Anh đâu em? Em trả phòng khách sạn rồi. Ngày mai á, người ta sẽ chuyển đồ hết về. Mà anh yên tâm đi. Em ở phòng của bé Min, em không có làm phiền anh đâu. Cô đang làm gì vậy? Cô đang trêu ngươi cha con tôi đó hả? Con cặp kè ăn chơi chán chê rồi. Bây giờ cô về đây cô hành hạ cha con tôi hả? Cô không thấy xấu hổ sao? Chuyện đó đã là chuyện quá khứ rồi mà anh. Em chỉ lỡ sai một lần thôi. Với lại em cũng đã cố gắng hàn gắn tình cảm vợ chồng mình rồi mà. Hàn gắn hả? Cô hàn gắn kiểu gì?
Con Hằng gắn cái gì mà bây giờ cả nhà lại Hằng đang lao đao, còn Minh Anh nó đang phát điên phát dại kìa. Sao anh đổ hết trách nhiệm vô em vậy? Bộ có mình em là chất xúc tác hả? Cũng tại Lệ Hằng. Nếu như nó không phải là tiểu tam, không phải là con giáp thứ 13 xen vào tình cảm của em với anh á, thì đâu xảy ra chuyện vậy. Không có tiểu tam hay là con giáp thứ 13 gì ở đây hết. Giữa tôi với con đã chấm dứt rồi, thủ tục ly hôn cũng đã giải quyết xong. Cô đừng có làm phiền cha con tôi nữa, cô đi đi. Anh Hồi, anh không nhớ là vì ai mà anh mới có được ngày hôm nay hả? Anh cũng đã hứa với ba mẹ em là anh sẽ chăm sóc em suốt đời mà. Anh quên rồi hả? Nè, cô đừng có lấy chuyện quá khứ ra đây uy hiếp tôi. Ơn nghĩa với cha mẹ cô tôi đã trả đủ. Còn chuyện cô cấm sừng tôi thì tôi vẫn luôn đặt rồi. Cô nói sao? Cô nói tôi có được như ngày hôm nay là do gia đình cô đúng không? Được rồi. Đây, tôi trả lại hết cho cô. Chìa khóa nhà nữa. Cô không đi thì cha con tôi đi. Min, đi với ba. Dạ. Min, anh Hồi. Chán mà ghê luôn á. Đi ra đường cũng phải ít nhất đem theo cái ví tiền chứ. Đợt này ba không đem theo cái gì luôn. Giờ làm sao đi ba? Ba xin lỗi, cái bóp hồi nãy bà bỏ trong cặp mà ba quên. À, hay là bây giờ mình quay về nhà, mình kêu mẹ trả cái bóp lại rồi mình đi ăn nha ba. Cái cuối nữa nha bà, hay là bây giờ mình qua nhà mẹ Hằng đi. Nhà mẹ Hằng ai cũng thích con hết trơn á. Với lại có bát ghẻ nó ăn ngon lắm á, con gà chị gà nữa. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chán ba ghê á. À, cô Thời. Anh Hùng. Bé Min. Anh Hùng. À, à bác ghẻ, con chào bác ghẻ. Ừ, ủa, tối rồi hai cho con đi đâu vậy? Ừ, dạ em... Con kể bác ghẻ nghe nè. Ba con bị mẹ chiếm nhà rồi, với lại ba con cũng hờ khạo đó. Quên đem ra cái ví tiền giờ nên hai ba con ra ngoài công viên ngủ trên cái mát này bác ghẻ. Trời đất ơi, có chuyện vậy nữa hả? Dạ chuyện dài dòng lắm anh. Ủa mà anh đi đâu đây? Anh về quê hả? Mà ở đây đâu có bắt được xe đâu. À, nói cái chuyện tôi mà kể xấu hổ chết luôn. À, thực sự là cái hoàn cảnh của tôi cũng na ná như cậu vậy đó. Wow, bác ghẻ đỉnh nha. Ủa mà bác ghẻ cũng nhường nhà lại cho mẹ của anh gà chị gà luôn rồi hả? Nói gì đâu không. Nè, hay là vậy nha. À, mình thuê khách sạn ở đi nha. Nhưng mà con nói bác ghẻ rồi, ba con không có đem theo tiền. Ba con không có tiền, nhưng bác ghẻ có tiền. Bác ghẻ có tiền sẽ thuê khách sạn cho con ha. Trước hết là con phải có chỗ ở đàng hoàng, phải có chỗ ăn, chỗ ngủ đàng hoàng chứ. Rồi sau này gặp lại ba con trả tiền là cho bác. Còn nếu mà ba con không trả thì coi như bác bao, không sao cả, được không? Dạ. Vậy đi nghe. Dạ. Rồi đi, đi đây, đây, đây. Dạ cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại ạ. Alo. Trời ơi, bà cài hết bộ thượng ẩn chưa? Nghe nói hay lắm. Trời ơi, tôi còn tính đu thêm mấy bộ đam mỹ của Thái nữa. Xuất sắc lắm bà ơi. Ê khoan khoan khoan, từ từ, có khách xíu, đợi xíu gọi lại cho. Em. À, dạ. À, cho anh thuê phòng. À, cho anh hai phòng. À, ủa sao mặt em buồn như vậy? À, nhà em có chuyện hả? Dạ không. À, là hai anh thuê hai phòng hay sao ạ? À, hai phòng đi. Ừ. Anh Hùng ơi, chắc là mình lấy phòng thôi. Chủ yếu là em cho bé Min ngủ thôi, chứ anh em mình thoải mái mà. Anh sợ là mất tiện cho bé Min á. Dạ không đâu. Đi với anh là cha con em vui rồi. Với lại hết đêm nay là cha con em cũng không dám làm phiền anh nữa. Anh còn phải về với chị mà. Anh mà đi với em nữa chắc cũng phiền dữ. Là hai anh thuê hai phòng hay sao ạ? À, một phòng em. Dạ. Là hai giường hay một giường anh?
một giường à, hai giường một giường chặt lắm. Dạ 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 dạ, đây của anh ạ, phòng 102 nha anh. Dạ mời hai anh chị. Hả? Dạ em mời hai anh đi bên này ạ. Dạ thang máy bên này ạ. Hình như là em nhận ra chị rồi hả? Dạ. Rồi dạ. Anh ơi, cái mặt dễ thương. Rồi anh ơi, đừng có chọc bé nữa. Chị dễ thương á. Thôi chị đi nghe. Dạ dạ. Trời ơi, cặp đôi vượt dòng lễ giáo á, trốn gia đình để tìm hạnh phúc riêng đấy hả? Bạch Lạc Nhân với cô Hải ngoài đời thực nè trời, quá xuất sắc luôn, ngưỡng mộ quá à. Ngủ say sưa luôn, chắc nguyên ngày đã đi bộ với ba mệt quá nè. Con bé dễ thương hết sức luôn, thông minh, biết chuyện. Em thiệt là có phúc á. Em chỉ thấy tội cho con bé thôi. Đáng lẽ ra em phải cho nó một gia đình đầy đủ tình thương. Vậy mà... Có những chuyện á, tự mình quyết định không được đâu. Còn cái chuyện á, em với mẹ Minh á, không quay là được với nhau hả? Lúc trước thì cổ hiền lành hiếu chuyện lắm, nhưng mà sau này thì cổ không vậy nữa. Cổ suốt ngày ăn chơi rồi để cho em vật lộn với thị trường lên xuống vậy đó. Cuối cùng còn cắm cho em cái sừng khi mà em chuẩn bị mua mấy miếng đất mới. Vậy là mẹ với Min sai rồi. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng phải hiểu, khi người phụ nữ người ta buộc lòng phải mạnh mẽ lên, khi họ thấy không ai quan tâm đến mình, cái điều quan trọng nhất á là người ta cần người đàn ông quan tâm họ. Có thể chính vì vậy á mà Hằng á không dám quen với cậu. Nhưng mà bây giờ em với cổ đã chấm dứt rồi, bây giờ thì em rất là quan tâm tới Hằng. Nè, uống cái anh nói cho nghe. Nếu á em quan tâm đến Hằng á, vậy á thì trước hết em phải thay đổi tính cách của em đi. Hằng á sẽ không bao giờ thích cái phong cách này đâu. Hằng thích là một cái người á mà xinh xến chút xíu, biết chơi chút xíu, vui vẻ chút xíu. Vậy là Hằng không thích em vậy thiệt hả anh? Ừ, anh nói thiệt với em nha, không phải anh nói dối đâu. Vì Hằng ở nhà hồi đó nó coi anh á giống như là một người mẫu lý tưởng vậy đó. Anh nói thiệt. Nè, em vào đây đâu có đem quần áo về đâu phải không? Vậy chút xíu lấy quần áo của anh mặc, em thử mặc đồ của anh đi, làm theo phong cách của anh coi, coi Hằng có mê không biết liền à. Nhiều khi Hằng mê em như điếu đổ luôn á. Dạ thôi, em thấy em vậy cũng ổn rồi anh. Ổn gì mà ổn, không có ổn chút nào đâu. Mặc đồ anh sẽ ổn, cứ nghe lời anh, mặc đồ của anh đi. Em thấy không, lệ vợ anh không, nghe lời anh á, y như con mèo ngoan. Bởi vì sao? Anh dùng chiêu đó. Tào lao, ba con có phải là con nít nào mà người ta bắt cóc? Trời, ổng không bắt người ta thôi chứ ai bắt ổng. Con không được nói như vậy nghe chưa? Không có đồng ý cái chuyện mà mẹ con đuổi ba con ra khỏi nhà. Nhưng con không có được nói xấu chị hai của Út như vậy. Nè Hằng, cô giấu anh Thời với bé Min đâu rồi? Giấu trong cái bình này nè. Con bị điên hả? Bà mới bị điên á. Trời đó, tự nhiên chồng con ở đâu hỏi tôi. Chứ hôm qua tôi mới nói anh có một xíu à, mà bây giờ anh dắt bé Min đi đâu rồi? Không đi tìm cô á thì ở đâu? Mắc cười quá, tại sao phải tìm tôi? Vô duyên. Mà cũng nhờ hồng phúc của bà đó, cho nên gia đình tôi bây giờ tan đàn sẽ nghé hết rồi đó. Hai mẹ con của chị tôi nằm bệnh la liệt ở nhà, còn anh rể thì bỏ đi bụi mất tiêu. Gia đình tôi chưa đủ rối hả? Bây giờ tới đây phá rối nữa. Không có Min miết, không có Thời thiết gì, làm ơn đi chỗ khác giùm tôi cả. Mẹ, vậy bây giờ anh Thời với Min đâu rồi? Trời đất ơi, hỏi nữa. Tôi cũng biết sai rồi mà, sao mấy người không cho tôi cơ hội làm lại gì hết nhỉ?
Có không giữ thì mất thịt tìm. Thôi nín đi. Chắc cha con nhà đó mệt mỏi quá, đi đâu cho khuây khỏa rồi. Nhìn bà mắc mệt. Mà cũng tại bà đó, cái miệng bài hải tối ngày tôi thấy thì còn mệt nữa. Huống hồ chi với ổng. Ủa, chứ ý của cô á là con nhu mì á nên anh mới mê cô hả? Anh ơi, lấy giùm em cái ly nước kem đó đi anh. Trước mặt em mà, em tự lấy đi. Cái gì kỳ cục vậy? Lấy cho em ly nước kem đi. Ngay trước mặt em mà, em lấy cái là tới rồi. Trời đất ơi, nói thiệt á, mình là đàn ông, hiểu không? Khi mà người phụ nữ cần á, mình lấy ly nước kem, dù cho có ly nước kem đó có xa tầm với mình cũng cố gắng mình với tới ha, để mình đưa ly nước đó tới cho người phụ nữ của mình. Ví dụ mình dướng đây nè, mình lấy nè, cái mình nắm tay người nữ nè, đây nè em, uống đi em, cưng 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 đó, thấy chưa? Ai vậy? Hả? Ồ, quen lắm.